trình hôm nay sẽ là tiếp mục Túi gạo của mẹ, qua phần kể chuyện của em Nguyễn Minh Thùy, học sinh lớp 6 trường Trung học cơ sở An Hữu thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cái Bè. Chị cẩn thận tháo túi,
liếc qua túi gạo, hàng lông mày của cô khẽ cao lại, giọng lạnh băng. Thật chẳng biết nên nói thế nào. Tôi không hiểu sao các vị phụ huynh cứ thích mua các loại gạo rẻ tiền đến thế cho con mình ăn. Đấy, chị xem, gạo của chị lẫn lộn đủ thứ, vừa có gạo trắng, vừa có gạo lứt lẫn gạo mốc xanh đỏ. Đây, có cả cám gạo nữa, còn có cả khô. Thử hỏi, gạo thế này, chúng tôi làm sao mà nói cho em ăn được? Cô vừa nói vừa lắc đầu. Nhẫn vào, cô nói, không ngẩng đầu lên, đánh dấu vào bảng tên của học sinh. Mặt người mẹ đỏ ửng lên, chị khẽ khàng đến bên cô nói, tôi có 50.000 đồng, cô có thể bổ sung vào thêm cho cháu để phụ tiện sinh hoạt phí nữa không cô? Thôi, chị cầm lấy để đi đường uống nước. Cô nói và vẫn không ngẩng đầu lên, nhìn người phụ nữ tội nghiệp đang lay hoay, khổ sở, trong tay thừa thải vì chẳng biết nên làm thế nào. Chị chào cô rồi lại bước thấp, bước cao ra về. Đầu tháng sau, chị lại đến, vẫn dáng đi siêu vẹo. Cô lại đích thân mở túi gạo ra kiểm tra, còi cao mà lắc đầu. Cô có vẻ lạnh lùng, ám cảm. Chị lại nộp loại gạo như thế này sao? Tôi đã nói với phụ huynh nộp gạo xì, chúng tôi cũng nhận, nhưng làm ơn không loại ra, đừng chủ trương như thế này. Chúng tôi làm sao mà nấu cơm cho ngon để ăn được? Chị nghĩ thử xem, với loại gạo hỗn đốt thế này, liệu chúng tôi có thể nấu cơm chín hay không? Phụ huynh như các chị không biết thương con mình sao? Cô thông cảm, cô nhận cho. Tôi đã có lời không phải với chị.
chế độ hỗ trợ cho học sinh vượt khó. Người mẹ trẻ đột nhiên trở nên cuốn hút và hoảng hốt, chỉ gần như chắp tay van lại cô, giọng chỉ van lớn: "Xin cô, tôi có thể lo cho cháu, dù không được đủ đầy như các bạn, tôi lo được. Khổ mấy, vất vả mấy, tôi cũng xin chịu. Chỉ xin cô đừng cho nhớ hai chuyện này. Đây là bí mật của tôi, mong cô giữ kín giúp cho." Chị kính cẩn cúi đầu chào cô như một người mà chị mang một hàm ơn lớn, rồi quệt mắt, đưa tay nặng nhọc lêu xêu ra về. Lòng cô xót xa. Cô Thư đem câu chuyện cảm động này báo với hiệu trưởng. Ban giám hiệu nhà trường giữ bí mật này tuyệt đối. Nhà trường miễn phí toàn bộ học phí và sinh hoạt phí cho cậu học sinh có hoàn cảnh đặc biệt này. Cậu dẫn đầu trong danh sách những học sinh xuất sắc của trường. Cậu thi đậu vào trường đại học danh tiếng nhất của thủ đô. Trong buổi lễ vinh danh những học sinh ưu tú, khi tên cậu được xướng lên đầu tiên, mẹ cậu đứng làm ở một góc khuất, mỉm cười sung sướng. Trong buổi lễ trang nghiêm ấy, thầy hiệu trưởng rất xúc động và kể lại câu chuyện cả mẹ trẻ đi ăn xin nuôi con học hành tài. Cả trường lại lặng người đi bình kinh ngạc. Thầy hiệu trưởng ra dấu cho cô Thư phòng giáo vụ đến mở ba bao tải ấy ra. Đó là ba bao gạo mà người mẹ với đôi chân tật nguyền lặn lội khắp nơi mang về. Thầy nói: "Đây là những hạt gạo mang nặng mồ hôi và nặng tình của người mẹ thường còn hết mình. Những hạt gạo đáng quý này, tiền vàng cũng không thể mua nổi. Sau đây chúng tôi kính mời người mẹ vĩ đại ấy bước lên sân khấu." Cả trường lại một lần nữa kinh ngạc. Cả trường rùa mắt về phía người phụ nữ trong chất quê mùa đang được cô Thư nhiều từng bước khó nhọc bước lên sân khấu. Cậu con trai cũng quay đầu nhìn lại, cậu há hốc miệng kinh ngạc. Cậu không thể ngờ rằng người mẹ vĩ đại ấy không ai khác chính là người mẹ thân yêu của cậu. Chúng tôi biết kể ra câu chuyện này khiến cậu học sinh ưu tú nhất trường bị chấn động rất mạnh về tâm lý. Thế nhưng chúng tôi cũng xin mạn phép nói ra, vì đây là tấm gương sáng, tấm lòng yêu thương con vô bờ bến của người mẹ. Điều đó hết sức đáng quý và đáng được trân trọng. Cậu thầy hiệu trưởng rèo rèo, ấm áp và hết sức xúc động. Tại cậu ùa đi, cậu chẳng nghe thấy gì nữa. Mắt cậu nhòe nốt, mẹ cậu đứng đó gầy gò, khắc khổ, mái tóc đã sơn chỉ bạc. Mắt bà cũng che chứa niềm hạnh phúc và ánh mắt yêu thương ấm áp ấy đang hướng về phía cậu con trai với cái nhìn trìu mến. Cậu con trai cao lớn đứng quỳ dậy, chạy lên ôm chầm lấy mẹ mà khóc méo máu thành tiếng: "Mẹ ơi, mẹ cứu con." Chúng em muốn thông qua câu chuyện cảm động này gửi đến các bạn học sinh về đạo đức, lối sống, về tình người và những nghĩa cử cao đẹp. Có lẽ chẳng điều gì hạnh phúc và sung sướng bằng việc được ở bên cạnh người mà mình hết mực yêu thương. Mẹ là người mang nặng đẻ đau, ôm ấp cho ta từng lời ru điệu hát ngọt ngào nồng bước ta
biệt và thiêng liêng. Mọi thứ trên đời này đều có số liệu chính xác, trừ tình yêu thương của mẹ. Tình mẹ lúc nào cũng bao la, đông đầy. Để đền đáp công lao của mẹ, chúng em hứa phải học hành chăm chỉ, ngoan ngoãn, cố gắng trở thành người công dân có ích để mẹ vui lòng. Sure.